Phạm Thành Lương, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988 tại thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam. Anh là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội TNT, từng là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và cũng từng là đội trưởng đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam. Phạm Thành Lương từng tham gia tập luyện trong đội bóng đá Hà Tây. Năm 15 tuổi, Phạm Thành Lương gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Năm 2005, Lương cùng Hà Nội ACB tham dự giải vô địch bóng đá U21 Việt Nam tại Bình Định và đoạt hạng nhì cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau giải U21 đó, Phạm Thành Lương được chuyển lên đội 1 Hà Nội ACB và tham dự giải vô địch bóng đá Việt Nam. Năm 2008, mặc dù câu lạc bộ Hà Nội ACB thi đấu không thành công tại giải vô địch bóng đá Việt Nam và phải xuống hạng, Lương và câu lạc bộ lại đoạt cúp quốc gia. Riêng Lương được huấn luyện viên Henrik Kalisto gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008. Tại giải đấu này, Lương thi đấu khá thành công và ghi 2 bàn thắng vào lưới Malaysia và Lào, góp phần cùng đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch. Anh là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Trong trận bán kết với Indonesia, anh bị thương ở đầu trong một pha tranh chấp bóng, được đưa nhập viện khẩn cấp sau khi trận đấu kết thúc và phải khâu 8 mũi. Sau kỳ AFF Cup 2016 đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam, thất bại trước Indonesia với tổng tỷ số sau lượt trận bán kết là 3-4, Phạm Thành Lương chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau 8 năm gắn bó, tổng cộng anh đã thi đấu 78 trận và ghi được 7 bàn thắng. Thành Lương nhanh trí nhét băng đội trưởng vào miệng cứu cầu thủ Bình Dương. Theo tiết lộ của trọng tài Ngô Duy Lân, thủ quân của câu lạc bộ Hà Nội đã hỗ trợ ông ngăn Nguyễn Hùng Thiện Đức cắn lưỡi ở vòng 8 V-League 2019. Phút thứ 2 trận đấu trên sân Gò Đậu, Thiện Đức tranh bóng bổng và va chạm mạnh với Pháp Oma. Hậu vệ của Bình Dương bị choáng, các cơ mặt lệch đi và có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Trọng tài chính Ngô Duy Lân lập tức cho trận đấu tạm dừng và đỡ Thiện Đức nằm xuống, rồi dùng tay cho vào miệng để ngăn cầu thủ chủ nhà nuốt lưỡi trong vô thức. Lúc ngã xuống, tôi thấy Thiện Đức trợn mắt, tỏ vẻ không bình thường nên phải sơ cứu ngay. Đó là hành động theo bản năng của tôi, trọng tài Duy Lân chia sẻ cùng VN Express. Tôi từng gặp trường hợp tương tự ở giải bóng đá phong trào. Ngoài ra, trong tập huấn trọng tài, FIFA cũng hướng dẫn chúng tôi cách sơ cứu về tim mạch. Hành động kịp thời của trọng tài chính nhận được nhiều lời ngợi khen của người hâm mộ. Nhưng ông tiết lộ, lúc đó còn có thêm sự trợ giúp của nhiều cầu thủ khác, đặc biệt là thủ quân Phạm Thành Lương của câu lạc bộ Hà Nội. Tôi muốn cảm ơn Thành Lương. Cậu ấy đã chạy đến, nhanh chóng tháo băng đội trưởng của mình để chúng tôi nhét vào giữa hai hàm của Thiện Đức, tránh trường hợp cầu thủ này nuốt lưỡi. Chia sẻ về hành động của anh, Thành Lương cho biết, tôi thấy Thiện Đức lờ đờ vô thức nên rất lo lắng và cảm thấy phải hành động ngay để cứu em ấy. Nếu chậm một tích tắc, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ nuốt lưỡi khi bất tỉnh, rất nguy hiểm. Sau khi Thiện Đức được đưa đi sơ cứu, Thành Lương dùng nước rửa tạm băng đội trưởng rồi đầu hiệp 2 thay cái mới. Còn trọng tài Ngô Duy Lân bị đau nhẹ ở ngón tay do Thiện Đức cắn trong vô thức. Là người có mặt lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải giúp cậu ấy nhanh chóng vượt qua nguy hiểm chứ không nghĩ gì khác. Điều tôi quan tâm lúc này là sức khỏe của Thiện Đức, vì nghe nói cậu ấy đã phải chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị, ông cho biết thêm. Trọng tài Ngô Duy Lân sinh năm 1982, quê Long An. Mùa 2018, ông gây tranh cãi ở một số trận đấu, trong đó có trận Hoàng Anh Gia Lai hòa Hà Nội 2-2. Tuy nhiên, cuối mùa giải ông vẫn được bầu là còi vàng nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều trận đấu khác. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.